chương trình tuyển tân niên của HVMF 2020. Xin phát cường nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt cho ban tổ chức của chương trình, em xin được gửi đến quý đạo cũng như toàn thể các anh chị em cán bộ nhân viên của đại gia đình HTV KMS của chúng ta một lời chúc năm mới với thật nhiều những niềm vui. Năm mới vạn sự như ý, phát lộ phát tài. Quý vị, kính thưa tất cả các anh chị, năm 2019 đã khép lại với một bữa tiệc tất niên vô cùng sôi nổi, vô cùng ấm áp để chúng ta có thể đoàn kết ngồi lại với nhau ôn lại chặng đường trong năm 2019 với thật nhiều những điều tuyệt vời, thật nhiều những điều ý nghĩa. Và ngày hôm nay, ngày 6 Tết, quý lãnh đạo cũng như toàn thể các anh chị chúng ta lại có mặt tại đây trong khán phòng ấm cúng để cùng nhau chia sẻ những niềm vui trong những ngày xuân mới, cùng nhau hướng tới một năm 2020 với thật nhiều những ước mơ, thật nhiều những điều tuyệt vời, cùng đồng hành, cùng nắm chặt tay nhau để bước sang năm 2020, cùng đưa HTV TMS vươn lên một tầm cao mới, rực rỡ hơn, thành công hơn. Một tràng pháo tay thật lớn sự hiện diện của tất cả mọi người ạ. Đến tham dự bữa tiệc tân niên vô cùng ấm cúng ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh chào đón sự hiện diện của các vị khách quý. Trước tiên, về phía ban lãnh đạo đài xin được giới thiệu Phó Tổng đốc Đài Truyền hình Hồ Chí Minh ông Cao Anh Minh ạ. Thật nhiều những hứa hẹn.